cuộc sống ở bảy sẽ ráp chiếc áo bà ba này nha. Đó, đây, đây là thằng trước. Thằng trước thì đây Nhi đã chiếc ba chỉ cho các bạn cách chiếc cái bên này nha. Đây, cái bên này có vẽ thằng bên nè. Và cái bên giữa của cái eo nha. Đó, ráp ba đường nè. Đó, bây giờ các bạn sẽ dịnh ngay xuống giữa này. Và sẽ ráp bằng cái đường phấn bên đây. Nha. Đó, dịnh ngay giữa thì đây có đường phấn 1/2 nè. Ráp vô. Nha cả nhà. Đây, bây giờ Nhi sẽ xếp để vuốt thẳng im nha các bạn. Đó. Thì từ đây các bạn sẽ mang theo đường phấn nè, ở đây có đường phấn nè, thấy không? Đó, theo đường phấn. Thẳng ra đó, bên này là bên ngực nha, đó, về đây. Đó, bây giờ Nhi sẽ tiếp tục, Nhi sẽ chiếc bên eo nha. Đây, bên eo thì Nhi có làm dấu. Đó, dịnh từ cái đầu phấn này, và đi tới cái đầu phấn ở trên đây. Thì các bạn sẽ dịnh, mang thẳng xuống. Nha, các bạn chiếc bên là đều một phân nha. Từ ở đây là hơi nhỏ, các bạn mang xéo xuống đây, từ đây xéo xuống nha. Dạ, Nhi bắt đầu Nhi sẽ mai cái đầu bên. Để các bạn dịnh thẳng xuống. Khi dịnh các bạn lấy cái sườn xuống, để các bạn đắp sườn nha. Từ trên cái nách này, các bạn lấy xuống đây. Là ngay eo là 13. Rồi cái từ 13 các bạn lấy xuống đây là 2,5 cm. Nha. Thì các bạn đo cái nách này chị Hai đừng mai. Hồi lúc mà mình cắt đó là chị Hai đây là 2 cm. Thì các bạn sẽ đặt dưới đây 2 cm. Còn ngay cái eo thì cái eo nhiều khi chiếc cái bên này lớn nhỏ cho nên là các bạn từ đây bỏ đi một phân đường mai nha. Cái eo này là các bạn lấy cái eo này là 20 thì đây đâu qua đây cũng là gần 2 cm đường mai đó các bạn. Đó thì đây cũng như là lấy 2 cm đường mai nha. Thì các bạn sẽ dùng thước, các bạn sẽ gạch thẳng xuống đây. Đó, thẳng xuống và cách ra đây hơi xéo chút xíu nha. Ở dưới đây là cái sẽ tà là hơi xéo chút xíu đó. Cứ vậy đó thì các bạn sẽ làm dấu hai bên cái thân trước. Thì các bạn sẽ ráp chuẩn từ cái miếng này xuống tới cái eo. Từ cái eo xuống đây 2,5 cm thì các bạn sẽ lọ mói nha. Giác sổ cũng vậy nè. Đó, giác sổ cái nách từ cái nách xuống cái sườn. Là xuống một khúc sườn vậy sau thôi. Sau khi Nhi đã ráp sườn xong rồi đây. Đó, bây giờ Nhi sẽ dùng kéo, Nhi sẽ bấm ngay chân cái chỗ dấu cái eo này nha. Chú bấm dưới đây nha. Bấm ngay cái eo này. Đó, bấm vô. Từ cái mí đường mai ra đây còn một phân. Thì các bạn bấm vô. Đó. Nha. Bạn nhìn nè, đó, Nhi đã lượt theo đường chỉ vậy nè nha. Đó, thấy không? Đó, đường chỉ vậy nè. Đó, vừa sát vậy á, đều hết từ trên mà dài xuống dưới luôn nha. Từ trên mà dài xuống dưới luôn cái lai luôn. Cái miếng giấy á, lấy miếng giấy các bạn làm cái cử giống như của Nhi vậy nè, thấy không? Đó, từ cái kim đi qua đây là kia cái sống này là 2 cm. Thì các bạn mai cái lai tai nha. Cái lai tai cũng mai 2 cm luôn. Đó, là để vậy được bằng cử cho các bạn mai. Trời ơi, nó lẹ dữ lắm luôn cả nhà ơi. Dễ mai dữ lắm. Đó, thấy Nhi mai không? Chỉ cả nhà lượt cái lai tai nha. Khi lượt lai tai xong rồi Nhi thấy chỉ lượt cái sườn áo. Đây là lai tai. Thì cả nhà lượt một đường chỉ 2 phân ngang rồi. Thì cả nhà sẽ bẻ cái lai tai vô 1 phân. Và úp lên 1 phân nữa nha. Đó, cho đường chỉ lún ra khoảng 2 ly như vậy nha. Đó, thì các bạn sẽ lượt từ đây lượt dài qua luôn cái lai tai luôn nha. Đó, đây, cả nhà sẽ bẻ cái lai áo như vậy đây. Đó, đều thẳng 1 phân như vậy nè. Rồi cả nhà sẽ dùng kim. Đó, cả nhà sẽ lượt nó. Nha, đây. Đó, lai áo bẻ đều le nhỏ miếng vậy nè cả nhà. Nha, hết trơn luôn 2 ly tay áo luôn. Giờ tới cái sườn áo. Sườn áo thì khi các bạn bấm đó thì các bạn mai các bạn nhớ ép 1 mét nha. Đây 1 mét qua vậy. Thì khi các bạn họ lượt trẻ ra thì nó đây là cái tà áo nè. Đó, thì đây là cái sườn. Còn đây là cái lai tai. Lai tai gì cũng đã lượt xong hết rồi đây. Đó, đều hết vậy đây. Nhi sẽ chỉ cho cả nhà mình luôn áo bà ba nha. Đây, đây là trên đây là cái nẹp. Đây là cái thân. Thì từ cái kia kim các bạn dùng kim nhỏ, các bạn sẽ để lên cái kim lòn vô cái nẹp khoảng 3 mũi chỉ, rồi các bạn dòn cái thân, lấy một cọng chỉ của cái thân thôi. Rồi kế tiếp là cái lấy lên cái nẹp nha. Rồi kế tiếp là lấy cái thân. Rồi đây kế tiếp là cái nẹp, kế tiếp là cái thân nha. Đó, thì cả nhà ấy xong rồi thì cả nhà rút chỉ nè. Nhi sẽ cho ra bên phải cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy không, nó rất là đẹp luôn. Giờ Nhi sẽ ráp sườn tay. Đó, từ cái lai tay ráp dài lên cắt to bản mò 2 cm. Cứ ráp bằng cái cử này là 2 cm. Giờ kế tiếp thì Nhi sẽ ráp cái sườn cái nách tay đây. Cái tay áo nó có cái ngắn với cái dài đây. Cái ngắn này là thân trước nha cả nhà. Đó, cái
cái tay và cái thân sẽ về phải nhập lại. Nha. Thân trước của cái tay thân trước và cái nách của thân trước sẽ bằng nhập lại bằng nhau. Rồi mình sau đó mình sẽ ráp một xăng xăng gửi đều hết nha. Đây giờ Nhi sẽ ráp một xăng gửi nha. Nha cả nhà. Đó, bây giờ Nhi sẽ ráp đều cái tay áo đều một xăng gửi hết. Đây, bây giờ cổ áo thì sống tay trước và thính ra sau phải bằng nhau nha, mí cổ bằng nhau hết. Đó. Rồi xong đó.